Quan Đấu xin chào các bạn gần xa, trong nước và ngoài nước. Hôm nay Quan Đấu sẽ giới thiệu lại cái quan cảnh mà thành phố Phan Thiết đã và đang thực hiện những cái công trình xây dựng mà nhà nước đã quan tâm đến đời sống của nhân dân thành phố Phan Thiết. Như vậy là từ những năm mà kinh bào của Phan Thiết đã có những cái bất hợp lý, dòng nước đen rồi hôi thối màu sò điệp của những cái công ty làm hải sản, thì hôm nay là coi như là đã được cải tạo làm một cái con kênh tương đối là ổn định. Con đường này là con đường mà hướng từ vòng xoay của đường 19 tháng 4 và dọc theo bờ kênh của cầu Sở Muối cũ, sẽ vào con đường Đặng Văn Ngữ. Ở đây cũng có một cái quán cà phê cũng rất mát mẻ, dễ thương. Và nó đã hiện cung đường Đặng Văn Ngữ rõ ràng. Cung đường này là những cái nhà nghỉ mọc lên. Khu vực này người ta gọi là khu vực ăn chơi. Và tiếp giáp với con đường này sẽ có một cái cung đường là Đặng Thái Thân. Đặng Thái Thân như là bà con dòng họ với Đặng Thái Thân Thứ đây các bạn. Qua cái sự tiếp giáp giữa con đường Đặng Thái Thân đến cái khu kênh Bào thì chúng ta sẽ thấy một cái công trình thủy lợi đang thi công. Nói chung là có thể là trong năm nay đã sẽ hoàn thành. Hôm qua thì mình đã làm một cái clip phản ánh được cái hiện trạng là người dân tập kết rác bừa bãi, trong khi đó đã có những cái bản cấm. Đó, các bạn thấy đó, đã dọn sạch sẽ rồi nhưng mà người dân vô ý thức đã đưa rác đến đây đó. Và các bạn sẽ thấy là rơi rớt vào những người mà không có ý thức rõ ràng, đúng rồi, không có ý thức rõ ràng, coi như là đó, nó rõ ràng là như vậy, không có ý thức, rất là vô ý thức, mà giờ biết nói sao. Nếu mà cái tấm bảng mà để bản cấm mà biết nói thì cũng được đi, nhưng mà bản cấm này coi như là nơi mà an toàn nhất cho những cái người mà vô ý thức bỏ rác. Thì các bạn cũng đã thấy chậm rãi ta không hề có cái gì xảy ra đó. Các bạn thấy bên cạnh có cái tấm bảng cấm. Mình thì ăn nói không có lưu loát cho nên là các bạn cũng thông cảm. Đây là con đường Đặng Thái Thân. Thì hôm nay là xe của công trình vệ sinh chỗ anh Mạnh trước kia, anh Long, anh Mạnh, bây giờ là hôm nay là anh Việt, chỗ anh Việt. Thì nói chung là tinh thần của anh em công nhân cũng nói là dọn vệ sinh hoài thôi. Xe coi như là họ thấy mà coi như là bà con phản ảnh, như hôm qua mình làm cái clip đó thì coi như là mình phản ảnh đến, thì hôm nay coi như là đã có xe đó đã có xe đến là dọn dẹp. Các anh em làm gia công rất là khổ cực, thay vì là coi như là ở nước ngoài thì nó đâu có trường hợp này đâu, người ta làm là coi như công nghệ cao thì không có chuyện mà anh em phải lấy tay ốp rồi đó, nó rất là bẩn, cho nên là rất thương các anh em. Đây cũng nói lên một cái sự quan tâm của cái công trình đô thị, và hầu hết là nó có một sự thống nhất đoàn kết, nhưng mà người dân ở mình là không có hỗ trợ được, chỉ giữ vệ sinh thôi. Rồi bây giờ bỏ tại nhà thì sẽ có xe là đến xe chở đi từng chặng đó các bạn. Mình bỏ tại nhà mà phường khu phố người ta đã thông báo rồi, để ở trước nhà mấy giờ vào mấy giờ, 19 giờ tối là coi như là bỏ ra ngoài hiên nhà thì xe sẽ đến, người ta sẽ đưa cái rác này đi.
đến một vị trí nào đó rồi bắt đầu xe cũng như người ta sẽ chở đi. Được. Nhưng mà người dân của mình không hiểu như thế nào, không phải là cái khu vực kênh bào này coi như là người ta bỏ đâu mà, nhưng mà những nơi khác ở đem xe theo mình được biết vậy. Nhưng mà lúc đó thì mình không có một cái cảm ứng mạnh là đến cái chuyện mà để mà quay lại những hình ảnh đó. Đây mình cũng là ghi lại để mình phản ánh cái thực tế cuộc sống hàng ngày. Đời sống con người cần phải có vệ sinh sạch đẹp. Mình để mình phản ánh đến cho nhà nước, đến cho nhà nước của từng khu vực, chẳng hạn như là ủy ban là nhân dân của phường Phú Trinh, cấp cao hơn nữa là thành phố, tỉnh. Như vậy bây giờ là cái chiều hướng mà làm vệ sinh là trở thành xanh sạch đẹp của thành phố thì coi như là công trình vệ sinh chỗ anh Việt là có đã có chiều có ảnh hưởng tác động rất mạnh mẽ. Rồi bên cạnh các bạn thấy được có cái công viên, có những cái công viên của năm nay thì cũng đã hoàn thành tốt đó. Các bạn thấy công ty trách nhiệm của bạn thấy mấy anh em bộ cả đô thị Phan Thiết này đó, dọn đi dọn lại, thấy làm cực rất cực khổ nên không làm gia công rất là tội nghiệp các anh em. Còn đây là công trình thủy lợi của tỉnh mình Đăng Cai làm không có máy móc gì cả, thay vì người ta có mấy xúc lên rất là gọn gàng đó. Mà các bạn thấy cấm đổ rác và xà bọc, tiền phạt như thế 3 triệu đến 5 triệu thì cũng không nặng nề cho lắm đó. Cho nên là coi như 1 tỷ, 2, 3 tỷ thì chắc có lẽ là không ai dám bỏ, tại vì để 3 triệu, 5 triệu thì đâu có ngán đâu, ăn thua gì. Nhưng mà bắt đi tù thì có thể là không dám bắt đi tù nhưng mà đây là nói về cái hệ ý thức của các bạn, ý thức làm khổ cho nhau có gì đâu, mình phải làm như thế này. Coi như là rồi anh em cũng đã xong một cái chuyến này thì sẽ có người quét dọn sạch hơn nữa. Ở đây là coi như đã sạch giai đoạn một rồi, mà quét để trở thành cái con đường sạch đẹp thì cũng phải có anh em là quét dọn nữa. Rồi mình tạm biệt chiếc xe này tạm biệt ở từ đó. Mình sẽ ghi lại những hình ảnh này để cho các anh em xem, thấy được cái thành phố Phan Thiết mình có một sự quan tâm của nhà nước, mà trực tiếp là công trình đô thị của thành phố Phan Thiết đã làm việc này đó, thì cũng nói để cho các anh chị em mình mừng là có một sự quan tâm nhất định của nhà nước, nhưng bên cạnh đó là không có một sự là đồng tình, không có một sự đồng tình của là bà con vô ý thức, một số người thôi, chứ mình cũng không chỉ trích chuyện mà coi như là người dân của mình không hiểu hết, nhưng mà chỉ có một số người vô ý thức. Mình đến đây thì mình cũng xin chào các bạn cũng đã để ít một thời gian xem cái video này, để có một cái sự nhắn nhủ cho cái việc ý thức, gọi là nhắc nhở nhắn nhủ cho ý thức của người dân nơi đây. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn.